Rồi, ok. Chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Hôm nay em lại lên cho các bác đây. Em lại lên thanh lý đây cho các bác. Một con đời mặt phay nhô có của hãng GX Audio. GX Audio. Nha. A900. Con này thì công suất thực của nó lên đến khoảng 800 đến 900W một kênh. Mặt phay nhôm nhá, trông rất đẹp luôn nhá. Được trang bị là bao nhiêu nhỉ? 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 16 sò Toshiba một kênh. Và hai con này để làm nhiệm vụ bù áp. Con này và con này là bù áp nhá các anh nhá. Nguồn hai kênh này. 6 sò Toshiba. Nguồn của nó là được 18 phân. Cứ tính 17 phân thôi. Đo cặn kẽ thì khoảng 17 phân rưỡi. Trang bị của nguồn 17 phân rưỡi. 4 quả tụ 100V và 10.000mi. 4 quả tụ. Có nghĩa là con này sẽ được đánh 32 sò. Nói chung là cái ruột gan thì nói chung là khá sạch đẹp và như mới, gần như mới. Nói chung là mới thì không thể đạt được khoảng là 100%, nhưng mà nó cũng khoảng được khoảng 95 đến 96%. Mà sau của nó thì sẽ có cái cặp đấu dây này, hai cặp đấu dây này, răng lưu trích ở phía dưới này, đầu vào này, và cổng linh. Đây là cổng linh nhé. Hai quạt, con này nó đánh rất nhiều. Này 4 quạt gió cơ, rất nhiều quạt gió, làm mát khá tốt. Đây, bật lên cho các bạn này. Đây, vừa nghe nào. Này về các bác cứ đánh một cặp 40 hoặc một cặp 30 hoặc hai cặp 25 thoải mái. Giá của em này em thanh lý cho các bác là 3.500.000. 3.500.000 rồi các bác mua được một con đẩy 32 sò, nguồn 17 phân rưỡi, size 2U, mặt nhôm phay này thì em khẳng định các bác là rất khó mua được cái dòng này. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398 192 198 nhé.